cả mọi người quay trở lại với video của mình ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì mình sẽ lên một đoạn clip là tổng hợp lại toàn cảnh những cảnh quay của mình một năm qua cho mọi người cùng được xem. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình được một năm qua. Và ở đây thì mình sẽ review lại toàn cảnh mà mình đã đi tham quan và khám phá những chiếc xe đậu cho các bạn cùng xem nhé. Đây là cận cảnh những chiếc xe đậu nha. Hành trình một năm qua là mình thu thập lại được những hình ảnh như đây. Mình sẽ không quay từng đoạn ngắn nhé, và mình sẽ cho mọi người xem bằng ảnh thôi, do là nếu mình quay từng đoạn ngắn ghép lại thì nó rất là dài nhá, nên là mình chỉ cho mọi người xem bằng hình ảnh. Trước đây là ở bên Gia Lai nhá, thành phố Pleiku. Trước đây cũng xuống đường đi Măng Giang nhá. Trước đây cũng ở đoạn Măng Giang. Chiếc này là xe là máy Kunmin nhá, nhưng mà người ta mua rồi. Còn đây là máy D16 ở bên đường đi về Bù Đốp nhá. Xe rất là đẹp nhưng mà bác tài không có bán. Trước đây ở trong huyện Bù Đốp luôn, và giờ đây thì đã trở về cái bên Cư San rồi. Hai chiếc đây ở trên Kon Tum nhá. Chiếc đây thì ở dưới An Khê, giá 165 triệu hiện tại. Chiếc này máy Devo nhá. Khai trương chuyến hàng đầu tiên đây nhá. Đây, chiếc xe reo đang được chuẩn bị làm chữ A để tời. Trước đây là giờ hiện tại được bán về bên Thanh Hóa rồi nha các bạn. Trước đây cũng bán về bên Cư San rồi, nhưng mà giờ hiện tại nó muốn bán lại. Trước đây là đi Gia Lai. Chiếc này là giờ hiện tại giá là 200 nhá. Toàn những hành trình là đời gian năm gian khổ. Đó, và giờ thì cận cảnh của mình thì cũng sẽ kết thúc ở đoạn đây. Và mọi người xem clip mình hay thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé.